Đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Minh An vừa phối hợp với công an phường tổ chức buổi gặp mặt tặng quà chín người mới được ra tù về địa phương hòa nhập cộng đồng trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi, động viên người mới ra tù tích cực xây dựng và phát triển đời sống, tham gia các phong trào tại địa phương, hòa nhập cộng đồng.